Thua đi, cờ này hồ dinh hoa tới cũng không giải được Đây, chính là một câu nói người chơi cờ thường nghe được Thế nhưng ở thế kỷ trước, vào thập niên 50 tới thập niên 80 Câu đó phải là như vậy Thua đi, cờ này dương gia lương tới cũng không giải được Vương gia lương là nhân vật chính trong câu chuyện ngày hôm nay Mười mấy tuổi đã theo gia đình phiêu bạc khắp nơi bởi vì cha Vương là cao thủ đánh giả chiến Ông cũng thường xuyên ngồi sớm bên cạnh học nghệ Thời gian dần trôi Nhờ thiên phú hơn người Vương Gia Lương đã từng bước trở thành Tiểu Kỳ Bá ở địa phương Thời niên thiếu cơ cực Từng đi làm cu ly Quần vác, bán thuốc lá Vì cuộc sống mà bôn ba khắp nơi Nhưng vẫn không ngừng nghiên cứu cờ tướng Đến thập niên năm 10 Vương trở thành nhất đẳng cao thủ đại biểu cho các nhĩ tân cùng cao thủ các nơi đối trận lăn lộn bụi trận màn trời chiếu đất gặm bánh màn thầu đã là chuyện như cơm bữa chính những điều kiện khắc nghiệt ấy đã trui rèn nên một vương gia lường gài gốc và đầy bản lĩnh một thần công phu luyện thành từ chốn giang hồ hiểm ác nên vương sở hữu một lối đánh cương mãnh đầy hung bạo nhưng không kém phần tinh tế năm 1956, khi đại công cáo thành, vương gia lương công lực đã sâu không thấy đấy. Thì cũng vừa lúc giải vô địch cờ tướng toàn quốc lần đầu tiên được cử hành tại Bắc Kinh. Thế là vương khăn gối quả mướp, mang theo hoài bão lớn lao, cùng một thân tuyệt nghệ lên kinh ứng thí. Bằng vào thực lực kinh người, vương đã nghiễm nhiên có mặt tại vòng chung kết sau nhiều trận huyết chiến thảm khốc Tiếp theo sẽ là một ván cờ quan trọng nhất trong đời ông Theo cuốn Vương Gia Lường chuyên tập Cục thứ 24 trang 61 Có mô tả như sau Đây là ván thứ hai lượt về Ở lượt đấu cuối cùng Vương cầm quân đen gặp Hà Thuận An Trước đó Ở vòng lượt đi Vương Gia Lường trồng thế tiên thủ Đã cầm hòa với Hà Thuận An Và trong trận lượt về này Vương chỉ cần hòa tiếp là sẽ lên ngồi vô địch bất chấp kết quả ván đấu cuối cùng giữa dương quang lân và lý nghĩa định xem ra chức vô địch đã cầm chắc trong tay thế là vương gia lương bước vào trận với một tâm thái lần lần bồng bềnh như trên mây xin mời quý vị cùng xem diễn biến của ván cờ đỉnh mệnh này nha tiếng kẻn bắt đầu trận đấu vang lên hà thuận an là người được ra tay trước Ông ngồi đó với một vẻ mặt bình thản, thái độ vô cùng lãnh đạm. Tựa như thành bại của trận này không còn quan trọng với ông nữa vậy. Cũng đúng thôi. Dù cho Hà có thắng trận này đi nữa, thì cũng chỉ xếp hạng xấu. Ván cờ này chỉ là thủ tục mà thôi. Một lát sau, Hà mới động thủ. Cho pháo hai bình năm. Vẫn là đường đầu pháo đại trận. Một bố cục sở trường của ông. Vương Gia Lương không giấu được vẻ hừng phấn đáp lại bằng mã tám tấn bảy bày trận bình phong mã nghiêm mật ra ứng phó hà mã hai tấn ba triển khai quân lực vương mã hai tấn ba hình thành trận bình phong mã tròn nhường quyền thúc binh cho đối thủ cho thấy ông rất tự tin với trận pháp này hà xe một bình hai xuất động chủ lực vương xe chín bình tám yểm trợ Hà thay vì binh 7 tấn 1 như lệ thường lại bất ngờ biến chiêu chơi mã 8 tấn 9. Vương thấy vậy liền thúc ngay binh 7 phong tỏa cánh mã. Hà xe 2 tấn 6, hò xe sang sông tạo áp lực tới đây. Thay vì mã 7 tấn 6 tạo thành thế tả mã bàn hà lưng dân. Vương lại quyết định chơi binh 3 tấn 1 lập trận lưỡng đầu xà hồng gây bất ngờ tránh đi vào sự chuẩn bị của đối phương hà sau một thoáng suy tư vẫn chơi xe hai bình ba đè nén mã vương lập tức pháo tám thoái một chuẩn bị bình pháo đuổi xe tranh tiền hà chơi tiếp xe chín tấn một hoành gấp xe cánh trái vương pháo tám bình bảy đuổi xe như kế hoạch hà buộc phải xe 3 bình 4. Vườn bất ngờ, mã 7 thoái 5 tiếp tục đánh xe. Hà lại, xe 2 bình 3 bắt báo. Vương, mã 5 tấn 7 lại đuổi xe. Hà chỉ có thể, xe 3 bình 4. Vườn mã 7 thoái 5 vẫn là bắt xe. Giờ nếu như hai bên không thay đổi nước đi, thì sẽ trở thành ván cờ hòa. Nhìn sang, chỉ thấy vương gia lương vẻ mặt hí hửng ra chịu rất hài lòng mãi sau này ông mới tiết lộ một tình tiết như sau Chưa hôm đó mã khoan một danh thủ nổi tiếng cũng là một người quen của vương có ghé thăm và mở lời chúc mừng à, lão dương chúc mừng huynh Quen này chức vô địch nhất định thuộc về huynh rồi không dám không dám chưa đánh làm sao biết được kết quả chứ Vương khiêm tốn đáp lại Hà Thuận An làm gì còn lòng dạ để chiến đấu Thắng bạ gì ông ta cũng chỉ xếp hạng thứ sáu mà thôi Mối quan hệ của Hà và Dương lại không tốt Việc gì Hà phải liều mạng vì Dương chứ Vương như mở cờ trong bụng Khỏi chí ra mặt Không đợi Vương trả lời Mã khoan lại nói tiếp Đại cả Hay là thế này Theo đệ biết thì lão Hà rất sở trường Trận trung pháo quá Hà xa Giờ đại ca hãy dùng phương án Bình pháo đổi xa đi Khi lão bình xe đè mã Đại ca hãy bình pháo đuổi xe Kiểu gì lão cũng chạy xe Lúc đó đại ca lại thoái mã về cung đuổi tiếp Lão lại bình xe bắt pháo Đại ca tiếp tục nhảy mã đuổi xe Cứ như vậy sẽ bất biến thành quà Đại ca chẳng tốn chút sức lực nào Mà vẫn có thể đoạt giải Như vậy chẳng phải quá tuyệt rồi hay sao trở lại diện biên chính. Vương Gia Lương khi đánh đến đoạn này. Những lời nói của Mã Khoan cứ văng vẳng bên tai. Mọi thứ lại diễn ra đúng như kế hoạch. Cảm giác khó tả lại xuất hiện khiến ông ngây ngất. Giờ chỉ còn đợi Hạ Thuận An cho xe bốn bình bà bắt pháo. Vương sẽ tiếp tục mã năm tấn bảy đuổi xe và hai bên sẽ vui vẻ bắt tay ký biên bản hòa cuộc cúp vô địch sẽ về tay Thế nhưng Mộng đẹp thường không được bao lâu Mọi thứ tan vỡ Khi Hạ Thuận An Bất ngờ thay đổi nước đi Cho xe bổn thoái hài Lui về canh giữ tuyến hạ Vương và lương giật mình Mọi thứ như sụp đổ trước mắt ông Nước đi ngoài dự tính này Như một cái tác thẳng vào mặt Khiến vương bừng tỉnh cơn mê Bao nhiêu cảm xúc tràn về Hụt hẳn chới với hoang mang thất vọng và cuối cùng là một cảm giác trống rỗng phủ đầy tâm trí ông vương và lường ngây người một lúc rất lâu sau đó mới nhấc tay cho tượng bảy tấn năm đành tùy cơ ứng biến vậy hà đương nhiên không hiểu được sự thay đổi nơi vương ông vẫn bình tĩnh chơi xe chính bình xấu chiếm giữ lộ sườn quan trọng Tiếp đó Vương vọt pháo tới Nổ chốt dọa tượng Hà vén tượng ra biên Tránh né Vương bấy giờ Mới mã năm tấn bảy Nhằm hóa giải mối họa Mã oa tâm Tuy nhiên Sự ứng phó chữa cháy vừa rồi của Vương Lại làm bộc lộ điểm yếu Của mã cánh phải Đối phương chắc chắn Sẽ nhắm vào điều này mà khai thác Quả nhiên Hà chơi Binh 7 tấn 1, mời đổi, tập trung quân lực, và tăng sức ép. Giả như vương, binh bà tấn 1, chém chốt. Hà sẽ xe 4 bình 7, diệt chốt, dọa mã. Vương, mã bà thoái nằm Hà có nước hay, là xe 6 tấn 6, đuổi pháo. Vương pháo 2 tấn 2. Hà binh 5 tấn 1. Vương mã nằm thoái bảy hà thúc tiếp binh nằm vương binh nằm tấn một tiêu diệt hà xe sáu tấn một chặn eo tượng tập trung công phá vào trung lộ vương khó bề xoay sở tình thế bắt đầu căng thẳng vương không dám manh động chơi tiếp sĩ bốn tấn năm củng cố phòng tuyến hà nắm được tiên cơ chưa vội chém chốt mà chơi xe sáu tấn bảy cản mắt tượng chuẩn bị tổng tấn công dữ dội vương lúc này trong lòng như có lửa đốt biết rằng mình sắp lâm nguy vội tập trung tinh thần đội phó chơi pháo bảy bình tám ý tưởng lùi pháo về đuổi xe tại đây nếu hà vội xe sáu bình bảy đánh mã thì mọi ưu thế sẽ tan biến vương sẽ mã bà tấn bốn đuổi xe hà xe bốn bình sáu bắt mã vương pháo tám thoái hài trấn giữ hà binh bảy tấn một sang sông vương pháo hai bình bốn chốc nã xe hà xe sáu bình tám phong tỏa lộ xe vương tượng năm tấn bà chém chốt hà lại không dám dùng xe ăn tượng vì vương sẽ tượng 3 tấn năm đánh xe Hà chắc chắn sẽ mất xe Còn như không ăn thì nước sâu Vương lại tượng bà thoái nằm tiếp tục đuổi xe Rõ ràng đây là một hình trận rất tệ cho Hà Quay lại thực chiến Hà Thuận An không hổ danh cao thủ Ông chơi rất chính xác cho binh bảy tấn một chém chốt mở màn chém giết thể tới vô cùng nguy hiểm Nhìn quân chốt đó lu lu tiến tới mà vương nổi cả da gà, nhất thời chưa biết phải làm sao. Giả dạ như lúc này vương chơi tượng 5 tấn 3, diệt chốt thì sao? Hà có thủ đoạn xe 6 bình 8 đuổi pháo. Vương dạt pháo biên tránh né. Hà xe 8 thoái 1 đánh mã. Vương chỉ còn cách pháo 8 thoái 4 giữ lại Hà có diệu thủ Xe bốn bình bảy Bắt sống tượng Bẻ gãy thế phòng ngự Vương sẽ rơi vào thế lép khá nặng Và thế là Vương nảy ra diệu kế liền cho binh bảy tấn một bắt xe Dụng kế điệu hổ ly sơn Dẫn xe khỏi lộ sườn Hà cũng không có lựa chọn Phải bình xe chém sẽ... chốt trước đã Rồi tính tiếp vương bấy giờ mới kéo pháo về truy kích xe hà đã tiên liệu trước nhẹ nhàng lui xe hai trưởng đang dùng xe dòm ngõ mã lộ bảy vương trông thể khó chỉ có thể mã bà thoải bốn dùng pháo bảo kê mã dùng mọi cách để giải vây hà nhân lúc hỗn loạn thúc binh bảy tấn một phục nước sâu sẽ thúc binh tới đánh pháo đoạt mã nước đi rất có lực sau màn dằn co quyết liệt vừa rồi Vương đã tạm thời hóa giải Được áp lực rất mạnh Từ đôi sông xe của đối thủ Nhưng đổi lại Phải chấp nhận để chốt sang sông Đây là cái giá phải trả không hề nhỏ Quân chốt này Chắc chắn sẽ là mối hiểm họa Rất lớn sau này Về sau Khi nhắc lại ván cờ này Vương cho rằng lúc này Mình nên đi pháo 8 tấn 2 Đuổi xe thì vẫn còn chơi được Chúng ta xem xét thử Lúc đó Hạ buộc phải xe 3 tấn 2 Chặn lại Vương tượng 5 thoái 7 dọn đường cho mã 4 tấn 5 Hà xe 6 tấn 2 Chặn lại Vương lùi pháo đuổi xe Hà xe 3 tấn 1 Chém mã Vương bình pháo nổ xe Hà Xe ba bình tám Ăn tiếp pháo Vương Pháo bốn bình ba Dọa tượng Hà vọt pháo nổ trung binh Chiếu tướng Vương Tượng ba tấn năm Hà tượng bảy tấn năm Vương Thằng xe đánh pháo Hà nhảy mã bảo kê Vương Bình xe truy sát mã Hà thoái xe giữ mã Trận hình tới đây tuy vương vẫn lép nhiều nhưng sức phản kháng vẫn còn sẽ cầm cự được lâu hơn trở lại phản đấu vương chơi tiếp pháo tám bình bảy đuổi xe nhằm hóa giải sự uy hiếp của đối phương hà nhẹ nhàng xe ba bình bốn tránh nét chuẩn bị nước sâu phì tới bắt pháo rất hung hiểm vương thấy vậy vội cho pháo hai thoái một tạo đồi pháo gánh rất uy lực đánh tới đây nhìn lại trận hình bên vương toàn quân phải co cụm phòng thủ triệt để hầu như không có chút sức kháng cự nào trong khi đó các cánh quân của hạ lại vô cùng thông thoáng đóng chiếm các vị trí đắc địa cục diện rõ ràng đang vô cùng bất lợi cho vương tiếp tục hà thuận an đã nắm được tiên cơ khí thế đại thịnh quốc trôi cho mã phi nước đại tại phía trước gió bụi mịt mù vương trong lòng kinh hãi tột độ vội tập trung tinh thần tính toán cố tìm phương án đột phá sau này vương nhận định rằng tại đây lẽ ra ông nên xe một tấn hai giữ chặt phòng tuyến thì sẽ tốt hơn nhưng trong thực chiến vương lại chơi pháo hai bình ba mượn cớ đánh tượng để xuất động chủ lực hồng đoạt lại tiên cơ nào ngờ hà chẳng hề quan tâm bởi ông cho rằng một cánh én không làm nên mùa xuân đờn pháo chẳng thể gây nguy hại gì đáng kể thế là hà chấp thời cơ phóng pháo tới truy sát mã đánh ngay chỗ yếu hại kiếm chiều sắc bén vương gia lường sắc mặt đại biến hai tay ướt đẫm mồ hôi sau đó ông quyết định tấn xe chém mã dụng kế tiền thí hậu đoạt mở đường máu thoát thân hà bắt buộc phải chém xe rồi vương bấy giờ mới mã bảy tấn xấu bắt đôi xe hà cũng không phải dạng vừa lập tức phóng xe tới chém mã chịu tướng vương thoái sĩ diệt xe nước đi bắt buộc trội. hà lúc này mới bình xe tróc mã vương thăng xe đuổi lại pháo đáp trả quyết liệt hà pháo tám thoái một tránh né đồng thời dọa trung binh vương mã sáu thoái bảy tử thủ thể tất phải đi hà cắn chặt không tha tấn xe tới truy sát mã liên tục công kích đoạn giao tranh vừa rồi thật dữ dội đôi bên đều dùng những thủ pháp cứng rắn đánh nhanh công mạnh tiết tấu dồn dập đến khó thở vương gia lương túng tung hết mọi thủ đoạn Hồng xoay chuyển tình thế nhưng kết quả chưa được như mong muốn hiện giờ chiến mã đang trong tầm sát thương vương chỉ còn cách mã bảy tấn tám trốn tránh hà thuận an thì chuyển thần pháp thật nhanh dụng pháo đã trung binh Chào diễu chuyển. tướng vương lập nguy bất loạn liền chơi pháo bảy bình năm mời đổi triệt tiêu thế công của đối thủ hà án bình bất động cho tượng bảy tấn năm củng cố trung lộ chờ xem động thái của đối phương rồi tùy cơ liệu tính vương xe một bình bốn nhanh chóng lộ diện chủ lực hà cẩn thận sĩ bốn tấn năm phục thủ đoạn xuất tướng trợ công vương không dám chậm trễ lập tức pháo năm tấn hai tiêu diệt ngay hà pháo tám bình năm nổ pháo diệu tướng vương pháo ba bình năm tiếp tục mời đấu quân hồng đơn giản hóa cục diện lúc này hà đơn giản có thể pháo năm bình chín diệt chốt biên vương vọt pháo chém trung binh hà pháo chín bình một ăn thêm một chút xác lập ưu thế hơn ba đầu binh cũng là hình cờ tàn thắng tuyệt đối dành cho bên đó Nhưng thực chiến Hà quyết định chơi pháo 5 bình 2, chuyển hướng công kích vào cánh trái, cũng là nước đi rất mạnh. Tại đây, Vương không thể nghĩ đơn giản là chơi pháo 5 bình 8 cản lại được. Hà có chịu thủ tượng 5 bình 4 dọa sĩ. Vương phải sĩ 4 tấn 5. Hà pháo 2 bình 5 dọa sát. Vương buộc phải xuất tướng Hà xe bốn bình hai bắt đôi quân Vương mã tám tấn sáu bắt lại pháo Hà pháo năm bình sáu chiếu tướng Và Vương mật pháo chắc chắn phải thua Chiêu này của Hà Thuận An Trông qua thì đơn giản Nhưng lại rất tinh tế và hàm súc tạo tiền đề quan trọng cho chiến thắng sau này. Nhìn sang chỉ thấy vương gia lương trầm ngâm rất lâu, hồ hấp yếu ớt, mì tầm nhíu chặt, như chìm vào suy nghĩ khó khăn. Thật sự có nằm mơ, vương cũng không ngờ là trong một bản đấu chỉ mang tính thủ tục như thế này, mà Hà Thuận An lại chơi quá máu lửa và ra đòn ảo diệu đến như vậy. Và trong cơn thịnh nộ, vương đã không giữ được sự bình tĩnh vốn có. Ông gầm lên một tiếng Rồi dụng pháo nổ trung bình, Ý định tạo ra một màn đối công trực lửa cuối cùng Nhưng Đây Lại là một sai lầm chí mạng Hà Thuận An thủ thế chờ sẵn đã lâu Hai mắt chợt phát sáng Lập tức lui xe về truy sát mã chiêu thức hiểm ác Đầm ngày tử huyết Một chiêu đánh ra Đã không thể thu hồi Chân khí chạy ngược Nhất thời vương cảm thấy hại tại u đắc Đầu ván mắt hoa Giả như lúc này Vương mã 8 tấn 7 tránh né Hà lui xe bắt đôi quân Vương mã 7 tấn 9 đạp tường Hà xuất tướng dọa sĩ Vương sĩ 4 tấn 5 Hà báo hai bình 5 dọa sát Vương phải xuất tướng Hà pháo năm bình sáu Chiếu tướng Vương bình xe Hà bình xe ăn pháo Và vương Cũng chẳng còn gì Để tiếp tục Đánh tới đây Thế thua đã rõ mười mươi Nhưng vương gia lương không chấp nhận Ông chơi Mã tám tấn chính Đạp chốt biên Ngoan cường chống đỡ Hà ung dung kéo xe về bắt đôi quân Vương mã chín tấn bảy giữ pháo quẩy đạp dữ dội ha nhẹ nhàng xe bốn bình ba bắt mã tử thần đã đến đầu ngõ vương gia lường không còn gì để hối tiếc ông đẩy nỗ lực lên đỉnh điểm dũng mãnh thọc xe tới đánh lại mã hành động dễ dụ cuối cùng nhưng hà thuận an lúc này đã toàn tâm toàn ý muốn kích sát đối thủ ông quyết định cho đoàn dứt điểm Đầu tiên, Hà đâm pháo, chiếu tướng. Lúc này, Vương không thể gác sĩ, vì Hà có đòn đâm xe chiếu rút. Nên Vương buộc phải thoái tượng. Tiếp đó, Hà mới đâm ra một kiếm cuối cùng, đó là xe ba bình năm, giảm pháo, chiếu tướng. Một thực kiếm sấm sét hoàn toàn không thể ngăn cản. Vương Gia Lương toàn thân chấn động, hai gối nhũng ra, tự hồ như sắp té ngã đành phải lui mã đạp xe hà bấy giờ mới bình thản dùng sĩ ăn xe chính thức hơn quân chủ lực vương gia lương cảm thấy toàn thân lạnh giá miệng mũi đắng chát đầu đầu như búa bổ cuối cùng không thể chịu nổi nữa đành phải buông cờ đầu hàng như vậy là vương gia lương đã để thua một quán cờ quan trọng bậc nhất trong sự nghiệp của mình đây được xem là Lần chạm tay gần nhất đến chức vô địch của ông Thật quả đáng tiếc Giả như Vương Gia Lường cứ bình tĩnh, tự tin Dùng chính thực lực của mình quyết đấu sòng phẳng với Hạ Thuận An Giả như Vương không nghe lời xúi dục của Mã Khoan Thì có lẽ mọi chuyện đã khác Ván cờ này, Vương thua vì nhiều yếu tố Trong đó, sự hiểu nhầm về mối quan hệ không tốt đẹp Giữa Hạ Thuận An và Dương Quang Lân Chính là nhân tố lớn nhất khiến vương bước vào trận với một sự khinh suất và một chiến tâm không hoàn chỉnh sự thật được phơi bày trong cuốn cuộc đời ma kỳ dương quang lân trong đó có một đoạn tình tiết như sau nhiều năm về trước khi hà thuận an đến hồng kông lập nghiệp lạ nước lạ cái hà nhanh chóng rơi vào túng quẫn đến nỗi cả tiền đi lại cũng không có thế là dương quang lân mới tổ chức một trận đấu đặc biệt nhằm quyên góp tiền giúp đỡ cho Hà. Ân tình đó, Hà Thuận An mãi mãi không quên. Ông luôn tìm cách để báo đáp lại. Và lần này là cơ hội không thể tốt hơn. Chỉ cần Hà chiến thắng Vương Gia Lương, thì Dương Quang Lân sẽ lên ngồi vô địch, xem như Hà sẽ trả ơn được cho Dương. Vậy nên Hà Thuận An nhập trận với một quyết tâm cao độ, trái ngược hoàn toàn với Vương. Cho nên kết quả này cũng là tất yếu mà thôi phần bình luận đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị đã lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại